Vâng, em Thảo Đồ Nông Nghiệp gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay bên đơn vị em mới về rất nhiều những cái dụng cụ làm vườn. Và đặc biệt ở cái video này rất nhiều sản phẩm mua một em sẽ tặng một. Thì cũng rất mong là các bác khi xem được cái video này hãy xem thật kỹ để nhớ tên cái sản phẩm mà các bác đang muốn hỏi. Thế đầu tiên là một cái bộ kéo mà bên cơ sở em muốn đưa tới các bác đầu tiên. Đây là cái cây kéo tỉa dòng kéo Đài Loan nhập khẩu nhé. Mẫu kéo này thì chắc chắn rất nhiều bác đang mong đợi. Kéo tay đỏ xanh. Và hôm nay bên em sẽ kết hợp với các bác đó là một cây kéo cộng lực. Cây đấy, cây kéo cộng lực này. Thì bình thường là các bác mua một cái cây kéo này loại tốt thì đã là 250.000 đồng trên một cây. Như hôm nay đến với đơn vị em Thảo cũng là một cái dụng cụ đầu tiên ở cái video này. Các bác mua một cây này, em sẽ tặng thêm cho các bác một cây kéo tỉa Đài Loan. Đây là hàng kéo tỉa Đài Loan nhập khẩu các bác nhé. Hàng chính hãng tốt đấy. Là 250.000 trên một đôi này. Và em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Bác nào mà đang quan tâm thì hãy nhớ nói là đôi kéo cộng lực và cây kéo Đài Loan. Một bộ kéo cắt tỉa chắc chắn bác nào làm vườn cũng đang rất là cần. Đấy, và tiếp theo là tới dòng cưa lọng. Cưa lọng này thì chắc chắn là đơn vị em sẽ đưa tới các bác loại cưa tốt nhất. Cưa lọng này nó sẽ có hai loại các bác nhé. Một loại đắt và một loại rẻ. Nhưng mà bên em sẽ gửi tới các bác loại đắt đây. Tên sản phẩm sẽ có tên hết trên cái cây gọi là cưa lọng này. Cưa lọng này đơn vị em sẽ gửi cho các bác, giá sẽ là 50.000 đồng một chiếc nhé. Giá khuyến mại sâu sắc nhất luôn. Không có một cái video nào giá có thể thấp hơn được nữa. 50.000 một cây cưa lọng. Và cái cưa này thì bên đơn vị em sẽ chưa bao ship. Với tất cả những cái dụng cụ trên thì khi các bác kết hợp mà độ vài sản phẩm thì bên em sẽ miễn phí ship các bác nhé, cho các bác đỡ tốn tiền cước. Và tiếp theo là tới cái xẻng xuất nhật. Đây cũng là một cái dụng cụ mà bên đơn vị em vừa mới về là đăng tải luôn để chia sẻ tới các bác. Cái này thì em cũng đã đăng tải được trước rất chi là nhiều. Cái này nó sẽ có đo cm nhé. Nó sẽ có dây đeo để các bác nhà mình bảo quản bằng dây. Cái này là inox rất chi là cao cấp. Đấy. Thì với một cái bộ đôi này hôm nay cũng sẽ giảm giá để các bác nhà mình lựa chọn. Sẽ là 80.000 đồng một cây nhá. Thường thường thì các bác mua 100 và hơn 100. Hôm nay thì em sẽ để 80.000. Cào đi cùng bộ này. Cào cũng sẽ là 80.000 một cào. Đấy, hai cái sẽ là 160.000 của đôi cào xẻng này. Đấy, và với cái xẻng inox. Đây là một cái xẻng inox thông dụng nhất và cũng có giá tốt nhất để em muốn đưa tới các bác. Đầu tiên nó có cái màng bóng xanh để các bác bóc ra nhé. Đấy, các bác bóc ra. Đây, em vừa bóc. Một cái xẻng inox như thế này, đơn vị em Thảo sẽ gửi tới các bác 60.000 đồng một chiếc. Một chiếc xẻng này rất chi là hữu ích. Nếu như các bác mà làm cây trong chậu này, xúc đất vào bầu này, làm những công việc nhỏ thì cái xẻng này rất chi là hữu ích nhá. Chất liệu là inox rất chi là tốt. Đấy. Đây là cái xẻng tay của nó là tay đệm chun, cầm thì rất chi là êm tay. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là hôm nay bên em đã về bộ 3. Và một bộ 3 này thì chắc chắn báo cái giá này thì bác nào mà mua trước thì thông cảm nhá. Bởi vì cái bộ 3 này đây là cây kéo hộp đỏ mà bên em hết đã tới 5 tháng rồi không có. Cây kéo 34 hộp đỏ, cây kéo 30 và cây kéo 24. Và khi các bác hôm nay mua một cái đôi kéo gồm có hai cây này sẽ là 300.000. Em Thảo đã tặng cho các bác một cây kéo 24 này nữa. Thì trong tất cả công việc thì ba cây này sẽ vào ba công việc khác nhau các bác nhé. Mỗi cây nó một kích thước, siêu bền bỉ luôn các bác ạ. Và sẽ có khi các bác mua mà dùng hỏng mà muốn có lò xo thay thế, bên em cũng sẽ có lò xo để phục vụ các bác nhé. Đấy, bộ ba kéo tỉa, một cái dòng kéo mà các bác làm cây cảnh, làm hoa quả, cắt hoa hồng rất chi là cần, sắc bén và bền. Đấy, và tới những cái dụng cụ tiếp theo. Hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác cái mẫu kéo Sanda. Và cũng chia sẻ tới các bác một cái kéo Sanda loại 1 là cái dụng cụ chủ chốt nhất của bên đơn vị em Thảo đang đưa tới các bác nhà mình. Kéo Sanda loại 1 ốc đen. Đấy, đằng sau cũng chốt đen, mới là chiếc kéo loại 1 nhé. Một cái chi tiết nữa để các bác thì mình nắm bắt được khi mở ra, nó phải có cái chế độ tự mài. Đấy, nhìn nó phải sắc nét như này thì đây mới là chiếc kéo loại 1 nhé. Còn chiếc kéo loại 2 được rất nhiều video chia sẻ từ các bác rồi, dùng xong các bác đóng lẫy vào đây này, đóng lẫy chốt. Và mỗi một kéo Sanda thì đã tặng thêm một cái lò xo. Đấy. Và hôm nay một cái đôi kéo này giá rất chi là bất ngờ, 250.000. Một cây kéo tỉa, một cây kéo Sanda. Em Thảo sẽ miễn phí ship các bác tới tận nhà luôn nhé. Đấy, bác nào trong cái vụ hoa quả này mà đang cần một đôi kéo thì hãy sử dụng ngay ở cái video ngày hôm nay. Là một cái video khuyến mại đặc biệt nhất để các bác nhà mình quan tâm biết tới kênh. Đôi khâu liêm.
Đôi này các bác vừa giật cành vừa phát cỏ voi. Nếu như các bác đi lương đi dẫy thì em thấy các bác khen cái đôi này rất chi là nhiều. Đặc điểm của nó bền, sắc bén, chất thép tàu này các bác nhé. Các bác có thể giật chặt cả cành to bằng bắp tay rất chi là ok. Và nếu như phát cỏ thì cực kỳ là bén. Bộ đôi hôm nay sẽ là 200.000. Nó gồm có một cây nhỡ và một cây to, 200.000. Đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship nhé. Đấy, đây là đôi khâu liêm này. Dao cắt chuối, dao cắt chuối này thì em cũng giới thiệu tới các bác rất nhiều rồi. Dao cắt chuối 120.000 trên một đôi, miễn phí ship và ship từ 2 chiếc. Cái này thì đối với các bác trong miền Nam thì em đã bán số lượng quá lớn, kể cả bán sỉ cho tới bán lẻ. Các bác mua lẻ mua cả 10-20 cái phải dùng, bởi vì nó rất là tiện ích. Dòng dao này em cũng chia sẻ với các bác là không hoen gì nhá, thép trắng không hoen gì. Và nếu như các bác pha chuối, một buồng chuối chỉ tính là mấy chục giây đã xong rồi, bởi vì em cũng đã cắt rất nhiều cho các bác xem, cũng rất nhiều video đăng tải này để chia sẻ tới các bác. Dao cắt chuối này đấy. Và tới cái bộ dụng cụ nhỏ hôm nay nhá, bộ dụng cụ bằng nhíp mà bên em rèn ra. À còn cái cưa Nhật, cái cưa Nhật này thì hơi đắt một chút, bởi cưa này em đang nhặt tại đóng hàng cho các bác. Cái cưa này em vẫn gửi cho các bác là 160.000 một cây các bác nhé, chưa có phí ship đâu. Nếu như kết hợp với đồ khác thì sẽ không mất phí ship. Cái này siêu sắc bén, cưa cả cành to cả cành nhỏ nhé. Nếu như các bác làm cây bonsai rất thích, lưỡi 21cm chưa kể cán, bền lắm các bác ạ. Dòng cưa này. Và dao ghép, dao ghép rèn thì em có loại tay dài và loại tay ngắn như này. Cái này nhà em rèn ra nhé, giá 60.000 đồng một chiếc các bác. Nếu các bác ghép cây thì rất là ok. Đấy, ngoài dao ghép ra bên em có cả bóng ghép nhé, xối cỏ gà. Cái này nếu như cái thân cỏ gà nó ăn sâu trong gốc cây mà các bác không đánh được ấy, thì các bác sử dụng cái này. Cái này 60.000 một cái, rất chi là tiện ích, dùng quanh năm luôn. Đấy, một cái những cái dụng cụ mà rất cần thiết trong cái công việc của các bác làm vườn, các bác làm nông nghiệp. Đấy, và đây là cái dầm cong nhá, dầm cong này. Cái này để các bác nhà mình dầm cỏ, dầm đất này, 50.000 đồng một chiếc. Móc nhãn này, 60.000 đồng một chiếc. Móc ngạnh này thì rất nhiều bác đã mua của đơn vị em Thảo rồi. Một cái móc đa năng, các bác có thể vừa giật cành, vừa vật quả, vừa cưa cành. Cưa trên cao, dưới thấp đều rất chi là ok. Trên cao các bác luồn một cái ống vào đây nhá. Đấy, các bác có thể giật cành trên cao, vật quả trên cao. Vật quả rất nhiều bác hỏi em vật thế nào. Vật như thế này này các bác này. Đây các bác cho cái chùm quả vào đây. Đấy, các bác vặn ngược lại. Khi vặn ngược lại thì nó sẽ động vào cái lưỡi này, nó sẽ cắt đứt và rơi xuống nhá. Đấy, đấy là vật quả. Còn đây là cái dầm thẳng này, cái dầm thẳng để làm cỏ, 60.000 đồng một cái. Cái dầm cuốc, dầm cuốc này 60.000 đồng một cái. Cuốc cao 2 đầu, 100.000 một cái, dành cho các bác làm cơ bơn sai. Còn cái cuốc tiếp mà đã hàn cán này cũng là 100.000 một cái các bác nhé. Thì với tất cả những cái dụng cụ hôm nay thì đây là một cái sản phẩm em muốn mua đưa tới các bác làm vườn trong cái mùa làm cây năm nay. Đồ nào khuyến mại em cũng đã nói luôn. Các bác cần cái nào thì các bác hãy chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em. Và xem được video này các bác đang quan tâm tới nhiều những cái dụng cụ khác nhau, đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là lựa chọn tất cả những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn này. Rất nhiều video tiếp tới đang muốn khuyến mại tới các bác những cái đồ làm vườn chất lượng nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh em Thảo để đón tiếp theo những cái dụng cụ sau, những cái dụng cụ hữu ích.